đi chơi. Xin chào quý vị và các bạn yêu cây. Và hôm nay thì đến với Hợp tác xã Vườn Chum. Thì theo quan sát thì yêu cây đang thấy là em Luân đang trồng tre. Và đây là một... đây là nếu mà như thế này gọi là bán thành phẩm ạ. Dạ, chưa gọi là thành phẩm. Đúng không? Dạ. Thì cái khoảng thời gian này là cái đúng là cái khoảng thời gian mà khi mà em Luân ươm trồng cái cây nó ổn định dễ. Bắt đầu là em Luân sang những cái chậu tàu cho cả nhà thì để một cái giá thành nó hợp lý nhất. Tại vì sang cái chậu Phú Phù Lãng thì nó hơi đắt nên là kênh giá nó rất là cao. Mọi người dùng cái sản phẩm rất là tốt nhưng mà nó không phù hợp với cái kinh tế của mình. Và đây là một cái khâu rất quan trọng ở cái mùa hanh này. Khi mà cái chất trồng tre, chất đất trồng tre của cả nhà nó vẫn như thế. Nhưng mà cái cây tre là cái rễ nó trồng chéo lên nhau. Khi mà trồng đất tơi như ngoài kia thì cả nhà trồng xong tưới nó không có đi vào hết được chất rễ. Là nó làm tạo một cái khoảng hở lên là lúc nào tưới nó cũng thiếu nước. Dạ. Thì em Luân phải trộn. Đất này là màu gì? Chị nhìn như cái, màu cái xi. Đất này là cái đất mà đất phù sa. Em Luân trộn với cái giá thể là cái chấu em Luân ủ là một, hai là cái than hoa ấy. Thì em Luân cho nước vào hòa vào xong thì cả nhà mà ai mà xây dựng nhớ cái máy đánh xi không ạ? Để mà chát đấy thì em Luân lắp cái đầu đấy vào trong cái máy khoan, em Luân đánh xô. Xong Luân bắt đầu đưa cây tre vào, xong Luân lấy cái dây này buộc cây tre, nó phải buộc chặt nhé. Khi mà phải buộc chặt cái này để làm sao mình di chuyển xa, không bị lung lay. Lung lay và những cái cây tre mà em Luân thường phải hay đi cái dây để làm sao mà khi mà di chuyển em gập xuống anh, làm sao cho cái độ gọn nhất. Thì cái tre này là thường là em bán cho cả nhà yêu là ship, em ship toàn quốc ấy ạ. Em ship toàn quốc nên em phải đi cái dây này làm sao gập lại cho bán cho cả nhà vận chuyển nó hợp lý nhất. Thì cái này em phải đóng. Thì em chia sẻ với cả nhà là xong đó em cho nước của em hòa, xem lấy máy em đánh đều và em đổ như đổ bê tông, làm sao để cho cái rễ tre nó kín nhất, để nó tức nhanh nhất, để nó ra những bộ rễ khỏe nhất. Và em Luân cũng trồng tre rất là vất vả, tưới rất là nhiều. Tre thì phải tưới nhiều tại vì là tre là cái bộ lá của nó. Anh tưới rất là lá nó nhiều lá thì nhiều. Nó thoát nước nhanh, tưới rất là nhiều. Thì em đây, Luân đây là những cái trồng em thành phẩm. Dạ, đây là những cái thành phẩm em ra to hơn. Đây là những bán thành phẩm, những cái cây em ươm ở những cái chậu nhựa hoặc là em ươm chậu bê tông xong em cắt bầu vòng quanh. Thì nên là nhưng mà cái mùa hanh này, cái mùa kia thì em trồng thoải mái, nhưng mùa hanh này bắt buộc phải đổ bê tông làm sao mà cho nó giữ nước nhiều nhất để cho cái cây nó hồi nhanh nhất. Thì đây là một cái phương pháp nói thật là rất là trân quý để gửi tới cả nhà. Cái phương pháp mà khi cả nhà cắt xong cái cả nhà trồng sang rồi cả nhà nháo cho em một cái hỗn hợp như vậy. Cả nhà đổ xong như này, xong mướt như này, cả nhà có thể đắp rêu luôn được. Đó, không một công tất cả các việc luôn. Dạ. Đắp rêu xong là thành phẩm luôn. Thành phẩm luôn chị. Cây đây là những cái cây gọi là cây như này là với mọi người là cây chơi được rồi. Nhưng với em Luân thì em Luân phải làm kỹ thêm một chút. Đó, thì em có thể là chia sẻ cho anh một cái tác phẩm em đã hoàn thiện được không? Để mọi người như cái tác phẩm đây, đây em đổ bê tông xong như này. Đó, đây là cái tác phẩm hoàn thiện đi, đó. Thì những cái tác phẩm này là những cái tác phẩm mà em Luân nó nguyên cái bộ rễ này, em Luân phải kìm lấy từng cái kìm một. Em Luân cắt xong thì muốn cái củ nó xanh ấy, nó có một cái lớp lông của những cái khe này, em Luân lấy cái bàn chải em Luân đánh đánh sạch để làm sao mà củ này nó ăn nắng dần ấy anh Thọ, và cả nhà ăn nắng dần nó sẽ xanh cái củ này ra đó. Thì củ này em vừa đánh xong thì lên cái là xong là em lấy cái vòi xịt em xịt sạch đi, bắt đầu em đắp rêu vào mịn như kiểu tự nhiên á. Thì đây là những cái cây em hoàn thiện rồi đó. Dạ. Thì cả nhà cần cây này cái là em gấp gọn vào cái là em lấy thùng gỗ em đóng em gửi tới cả nhà. Nhưng một chậu hoàn thiện này thì khoảng giá tầm bao nhiêu em nhỉ? Cái cây này nó cũng rất là có cái điểm chơi, nó cây này nó rơi vào khoảng tầm 6 triệu đến 12 triệu nó trong cái khoảng giá chung chung. Em Luân đưa ra ba cái mức giá 1 triệu đến 5 triệu, 1 triệu đến 6 triệu. Trong cái mức giá đó ai cũng chơi được, nhưng cái tầm mức giá đó thì em không còn hàng. Giờ em còn hàng khoảng 6 đến 12 triệu và 12 triệu trên 100 triệu ông có. Đó là cái sản phẩm thực tế, chứ không phải nói là cái sản phẩm em Luân đưa giá lên để kiểu như đẩy mạnh cái thị trường. Đó là cái sản phẩm thực tế trên cái tay mà em Luân làm. Và em Luân đã đạt được những cái mốc đó rồi. Đó là cái em phải chia sẻ thật với cả nhà. Thì cây này có một cái mức giá rất là hữu nghị. Đó là mức giá 8 triệu đồng. Là vừa được cái thân hình củ. Và cái củ này cũng là một cái củ cọc anh. Là nó rất là rụt. Rút lên chơi. Và em Luân đã vẽ ba cái khoảng tán đó. Thì cả nhà ba cái khoảng tán cả nhà có thể chia khoảng nào cũng được. Chia một khoảng dưới thấp là và khoảng tầm trung và một khoảng tầm cao. Kể cả là cả nhà có vẽ cái hình trái tim cũng được. Đó là cái yếu tố thực tế.
Em luôn là người trẻ thì đôi khi nó không nên vẽ nhiều cái trái tim, rồi là thằng này lại nhiều thế. Nhưng cả thằng có thể uốn được vòng và không có làm sao cả. Dạ. Khi mà mình mua về là mình tự uốn đúng không? Mua có nghĩa là em luôn chỉ định hình cho cả nhà thôi. Về cả nhà tự uốn thành cái hình cả nhà yêu thích. Dạ. Củ đẹp quá. Dạ, đó. Yêu nhỉ. Củ nhỏ, củ to. Khéo tay đấy. Thì thực ra là cái phần tre nó cũng hay là cái cho em nhiều cái tư duy. Cây cảnh đôi khi là cắt còn phải suy nghĩ, nhưng cây tre nó còn cắt, nó còn phải khi mà cắt ở trên này này, là nếu mà cắt sát không như cây cảnh của nhà mình, sát đến đây khi mà nó rút cái nó bỏ luôn mất cái tay này. Lúc nào cả nhà cắt để cho em thừa khoảng 1 đến 2 đốt cho em. Dạ, đừng cắt sát quá. Có những lúc mà em đưa cái cây cảnh vào là em bị sai lầm. Là những cái bài học của em đấy. Đúng rồi. Đấy, em cứ lên chậu tốt như này, em nuôi ở cái chậu bê tông ổn định như này, khỏe như này. Xong bắt đầu lên tán nó khoảng như cây này khoảng Tết chơi được. Em bắt đầu em làm, em cắt thu vào dăm làm sao cho nó đều thì em sẽ đưa sang những cái chậu tàu này là cái chậu hợp lý nhất cho cái cây này. Chậu tàu em luôn chọn cũng phải là những cái chậu mà nó sâu lòng một chút và nó mang cái tính chất là mộc mạc, nó không nhiều hoa văn nó ít thôi. Nó không màu mè thì đó là một cái mà em ưu tiên nhất là những cái chậu tông mộc màu nâu hoặc màu đỏ của chậu tàu. Dạ. Thế đây cả nhà nhìn những cái chậu ang này thì em luôn cũng phải khoan để trồng. Ở phía sau của em có chậu đẹp quá. Thì đây là một có cái lá tre là tác phẩm ấy đúng không? Định hình lên tác phẩm, như em luôn cũng chưa đặt tên, nhưng mà cái tác phẩm này nếu mà thực ra nó cái hình cong như này, như bình thường mọi người chỉ vẽ được rồng phượng thì em luôn đặt những tác phẩm này nó có thể là tình bạn chẳng hạn. Dạ. Cây to cây nhỏ nó có thể là người bạn, một người rất là trưởng thành đang dẫn dắt một người bạn đang vào đời chẳng hạn. Đó là những kiểu như là cho là bạn vào đời. Đúng không? Đúng rồi, đúng không? Đấy đấy đấy, may anh Thọ lên này đó em ấy. Thì cái tác phẩm nó đang dính nhau quá thì em cho cái ông này vào cho nó xa một tí. Thì vào đời phải có những người bạn dẫn mình vào thì nó mới trưởng thành được. Dạ. Thì đây là một cái mà mọi người bảo tre già mang mọc đây. Nếu mà bình thường là những cây tre này nó rất cực kỳ là già, vứt đi luôn ấy. Nhưng mà em luôn vẫn cứ nuôi cái tay lên để làm sao cho nó lên. Xong em luôn nuôi những cái cành cây nhỏ, cây con ấy. Đấy, cứ tre già cái là em tạo tác. Cái hay nhất của cái tre là ra mình tạo tác cây này chẳng hạn lỗi thì mình cứ để nguyên đó, mình chờ cái cây này ra cái mầm mình tạo tác tiếp. Thì có một cái cây tre thì mình học hỏi hết trên cái thân cây tre luôn. Đó. Thì mình có thể mình cắt cái này đi bình thường mà. Thì mình chơi cái này đẹp rồi. Xong cái này mà già quá thì nó lại lên cái cây non to hơn, mình lại tạo tác tiếp, mình lại cắt đi để ấy. Thì trên một cây tre mình được trải nghiệm rất là nhiều trên cái cung bậc cảm xúc. Rất là hay đúng không? Dạ. Và rồi. Một cái cây tre mà tre gai nhưng mà em làm nhanh nhất. Đây. Cái này em chưa đi dây nhưng mà em đi dây cái là thành phẩm luôn. Chia sẻ thật với cả nhà là cây này em làm trong 2 tháng. Ui. Dạ. 2 tháng mà đã. Nhưng mà rồi. Nói chung là 100 cây, 200 cây nó mới được một cây thôi. À. Dạ, nó mới được cái phôi khỏe. Gọi là cái phôi nó khỏe. Cái này thì em cũng vừa đưa vào chậu như anh vừa quay cho mọi người là em đổ bê tông xong cái là em đắp rêu luôn. Thì anh có nhìn cây nó không bị xuống lá. Nhưng bình thường mà đưa cái đất kia vào cái là nó không sát vào cái rễ thì nó xuống luôn và nó có thể đó. Thì đây là một cái cây mà em Luân rất là ấn tượng. Rồi, cảm ơn em Luân rất là dạ. nhiều đúng không? Dạ. Rất là nhiều kiến thức quý báu đúng không ạ? Và hẹn mọi người ở những video tiếp theo để em Luân tiếp tục sẽ chia sẻ những kiến thức, nhiều kiến thức về tre hơn nữa đúng không ạ? Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, em Luân xin chào cả nhà.